Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Hai bên cùng như những lời chúc cuộc sống hoài chú sẻ thân yêu, bằng những tấm lòng nhiệt thành mến khách, xin được trân trọng kính mời các vị khách quý, các quý cô ông, quý cô bà, cùng các anh chị cùng toàn thể quý vị, cùng những gương mặt vô cùng thân thương, những người đã sẵn lòng bỏ lại sau lưng những công việc bận rộn để vẫn chút rất nhiều thời gian vào đời của mình, và để chung vui những buổi chung với đại gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, cùng những chung vui với những buổi tất tần của cô dâu và chú rể trong lễ tình hôn vào ngọc. Quý vị đã đến giờ vào bóng tối ở phía ngoài những dãy vạn hoa, cũng như còn ở phía ngoài cánh cổng của tang lễ cưới ngày hôm nay, hãy dạo những bước chân yêu thương để trở lại những dãy vạn hoa thật là sang trọng, dùng bữa cơm thân mật cùng với đại gia đình chúng tôi và để chứng kiến trọn vẹn niềm vui niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong lễ thành hôn vào ngọc ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị ở đây đón tiếp các vị khách quý, đón chào các tân quý khách còn xa đã không phải ngày đường xa xa xôi, bất chấp rất nhiều thời gian và ngọc của mình. Và cùng với đó, bạn thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các bạn là đại diện cho bên gia đình anh cùng với lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay. Vẫn Cương Sơn và chú rể họ đang trong tay dắt nhau đi trên một con đường, họ chứng minh rằng họ là cả đôi hạnh phúc. Dẫn chương trình xin được thay lời cho đại gia đình hai bên, cũng như đỡ lời cho cô dâu và chú rể thân yêu, trong những tấm lòng nhiệt thành mến khách, trân trọng kính gửi tới toàn thể các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa xuân làm chồng mà hai người tìm được. Chính vì vậy đã có một gia nhân đã từng viết rằng, còn gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Và không nằm ngoài khi lúc đó, trải qua một thời gian dài tìm hiểu giữa chú rể Quốc Hiệp và cô dâu Như Mây. Và ngày hôm nay đây, ngày 1 tháng 4 năm 2017 là ngày tốt tháng lành. Như vậy là được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của chính quyền địa phương. Và giờ phút trọng đại này, với diện diện bác của toàn thể quý vị, chúng ta tổ chức sự thị đặc cưới tình nguyện những người yêu của hòa phúc. Xin được trình trọng tuyên bố giờ hai tiếng, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cặp đôi yêu thương vào giờ này chính thức được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị,
và đây là dàn pháo xe sáng điện lung linh huyền ảo mà trung tâm tổ chức sự kiện đã gửi tình nguyện xin được gửi tới đại gia đình với một thông điệp mang tên chúc mừng hạnh phúc. Sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị hãy cùng dành ít phút để cùng hướng về được danh dự của sân khấu hoa chúng mình qua cặp nhẫn hợp hôn. Và xin mời cô dâu như mây, tay phải của mây em sẽ cầm bó hoa thi thắng và tay trái của em hãy đặt lên hoa để nhận chiếc nhẫn yêu thương từ người chồng tuyệt vời của mình, chú rể Quốc Hiệp. Và xin mời chú rể Hiệp, tay phải của em cũng cầm bó hoa thi thắng và tay trái của em cũng hãy đặt lên hoa để nhận chiếc nhẫn yêu thương, chiếc vòng tròn bảo vệ tình yêu của cô dâu như mây ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, sau khi cô dâu và chú rể treo nhẫn yêu thương và chính thức trở thành vợ chồng, quý vị có đồng ý là để cho cô dâu và chú rể tự nguyện treo cho nhau một nụ hôn đồng cảm với sự diễn biến của toàn thể quý vị không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, các cụ nhà ta vẫn thường nói cưới nhau thì mới được hôn nhau, nhưng đầy người chưa cưới đã hôn đau hết mồm quý vị ạ. Và ngay sau đây để thể hiện một hôn đầy cảm xúc thăng hoa thì xin mời cô dâu em hãy đặt hoa xuống bàn đi ạ. Vâng, xin mời hai vợ chồng hãy quay mặt vào nhau, xin mời hai tay của chú rể đặt vào eo của cô dâu và hai tay của cô dâu đặt vào vai của chú rể đấy ạ. Vâng ạ, nhớ là cơ thể toàn lỏng, miệng hé vừa phải, tránh tình trạng lưỡi chưa thỏa xuống cổ họng. Đã hôn rồi ạ? Chưa bắt đầu đã hôn rồi. Chú rể có vẻ là hơi bị nồng độ máu đấy ạ. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị có đồng ý là cô dâu và chú rể hôn lại không ạ? Đó chỉ là người thôi đúng không ạ? Vâng, và ngay sau đây chúng ta cùng một vang 1, 2, 3. Nụ hôn của cô dâu và chú rể sẽ được kéo dài trong vòng 120 phút đồng hồ. Quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, chúng ta cùng đếm nào. Xin phép các cụ công của bà. 1, 2, 3. Cô dâu và chú rể hôn thật đi ạ. Vâng ạ, vừa chỉ là người thôi, hôn thật đi ạ. Vâng ạ, vâng ạ, quý vị có đồng ý thì vỗ tay thật lớn đi ạ. Đó. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, những món quà sẽ là những lời hứa rất lớn lao để cho cô dâu và chú rể phát triển trên con đường công danh sự nghiệp sau này. Và ngay sau đây ban tổ chức tôi xin đến chân trọng giới thiệu và kính mời đó là bố mẹ của chú rể Quốc Hiệp có những món quà rất tuyệt vời để trao tặng cho hai người con. Chân trọng giới thiệu và kính mời của chú ạ. Vâng, hôm nay ngày lễ thành hôn, cha mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng dâu hiền giải thảo nghe con. Quà này cha mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi con ngoan tài cho cha mẹ luôn vui. Và xin được thay lời cho cô dâu và chú rể cảm ơn tình cảm bao la vượt trời mà cha mẹ đã luôn luôn dành cho chúng con. Về phía các dân hoặc là gái, cô dâu như mây đó là bố mẹ của cô dâu, thấy có những món quà rất tuyệt vời cho cả hai người con của mình nhưng đã trao cho con gái thân yêu của mình đã từ xa về đại gia đình đó rồi. Xin chào cảm ơn cô chú rất nhiều. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống không thể thiếu được mặt trời, còn trong ngày vui hạnh phúc không thể thiếu được hương vị của người dâu trong tay. Xin mời cô dâu và chú rể hai em cùng tay trong tay bật hát những trò dâu trong tay hạnh phúc để dỡ lên đỉnh thắp ly khai tiệc. Xin mời. Trắng bay lên hòa quyện với đầy hồng đỏ thắm của rượu che phách, tượng trưng cho hai trái tim đang hòa chung trong một nhịp đập. Vâng, sự chung sức đồng lòng của cô dâu và chú rể, hai em cùng nhau vun đắp một mái ấm gia đình văn minh hạnh phúc mà bấy lâu nay hai em đã từng mong đợi. Một lần nữa xin được chúc cho đôi vợ chồng trẻ mãi mãi gắn bó bền lâu, sống với nhau đến đầu bạc răng long, và xin chúc cho tình hai bên gia đình thông gia mãi mãi gắn